dẫn thiết kế logo trong Inkscape. Trước tiên chúng ta chọn công cụ Ellipse, vẽ một cái vòng tròn. Chú ý đường tròn này ta không tô màu, nhưng chỉ để có đường viền. Công cụ D để nhân bảng nó lên. Tiếp theo ta chọn chân Z, phải chọn cho nó bám dính vào các cái đối tượng và kéo cho nó vào đúng cái tâm. Chọn hai đối tượng này, cộng con D, cộng con G, quay 90 độ và ta lại unwrap nó ra. Bây giờ ta chọn cả bốn đối tượng này, ta vào menu path, chuyển các đối tượng này về đường path, sau đó combine lại, chọn đối tượng hình chữ nhật. Ta chọn màu tô, sau đó chú ý là ta gửi đối tượng này xuống dưới. Bước tiếp theo, chọn tất cả các đối tượng trên trang vẽ và menu path, chọn divide và ta xóa bỏ các cái đối tượng không cần thiết đi. Công việc tiếp theo, dự án, chọn union hay là control cộng cộng, dự án chọn union, ta có thể tô màu khác luôn. Dự án chọn union, có thể tô màu khác luôn. Dự án chọn union, để có thể tô cái màu khác cho các đối tượng. Thì sau khi có các đối tượng này, ta có thể bỏ cái đường chóc đi và rút lại. Thì đây là cái vẽ các cái logo tròn xoay. Chào tất cả.